Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm IZONE, đó chính là ca khúc Fiesta. Trước khi bắt đầu vào bài tập thì các bạn đừng quên follow Instagram của Bin và subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học thôi. Động tác đầu tiên mình sẽ đặt tay như này. 1, 2, 3, 4 và 10, đẩy tay ra. 5, 6 và lật, úp và dừng. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi. 1 và 2, 3, đặt, bung, quay, úp, úp. Sau đó mình đặt tay lên mặt và lùi chân lại. Bung, bung, tắt. Rồi, chạy. 1, 2, 3. Rồi, lúc mà 1, 2, 3 mình sẽ để tay như thế này. Rồi, lại nha. 2, đi. Bung, bung, tắt. Bung, bung, hấp. Xoay, úp, đặt. 1, 2, 3. Chạy, chạy, chạy. Rồi, tới đây xong, mọi người vỗ tay hai lần. 1, 2, thì mình sẽ đặt tay. Bùng, bùng, tắt. Còn không, mình sẽ qua bên đây, thở qua bên đây. 2, đi. Bùng, bùng, tắt. Rồi, mình đặt vuông như thế này, giữ nguyên không. Kéo. Rồi, mình đẩy phần tay lên, mình sẽ đổi phần hông của mình. Sau đó, quay qua bên đây. Một cái. Và, úp. Bùng. Ok, đến lại nha. 2, đi, bừng, bừng, tắt, bừng, bừng, lên, xoay, ấp, 1, 2. Rồi, sau khi bung tới đây xong, mình sẽ chạy ra, 3, 4, đặt, 5, xoay, 6. Lúc mà mọi người đặt như thế này xong, mọi người sẽ xoay bên đây luôn. Và 7 và 8, mình sẽ làm lại hai động tác đó. 2, đi, 1, 2, 3, 4. Rồi, mình sẽ nghiêng phần chân qua. Bùm. 2, 3, 4, 5. Rồi mình sẽ quay trở về bên đây. Ok, và bây giờ mình sẽ đến lại. 2, đi. Bùm, bùm, tắt. Chùm, chùm, qua. 2, và 3, và 4, hấp. Chạy, chạy, chạy. Chùm, chùm, qua. Ấp, ấp, lên. Xoay, xuống. Hấp, 1, ấp, ấp, quay qua. Up, up. Rồi, vuông, bùm, bùm, bùm. Và quay qua đây. Ok, sau khi quay qua xong mình sẽ kéo phần tay của mình lại. 1, 2, 3. Chân sẽ đặt qua đây. 1, 2, 3. Rồi, nhưng mà mình sẽ làm quay mặt lại. 2, đi, và 1, 2, 3. Ok, 2, đi, và 1, 2, 3. 3 là mình sẽ quay ra. Và 4, tay mình sẽ dở và đặt xuống. Chèo qua 4 lần. Ok, quạt tay như thế này. Rồi lại nha. 2, đi, và ấp, và ấp, và ấp, và bùng, tắt, bùng, tắt. Sau đó đặt tay. 1, 2, 3. Hút lên, thả xuống. Là mình sẽ ngồi xuống. Tay mình đặt như thế này. Rồi, sau đó mình đẩy tay lên và đứng dậy. Ok, mình sẽ đến lại. 2, đi. Up, 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 up. Chùm, chùm, tắt. Lên, xuống. Lên, đứng dậy. Sau khi đứng dậy xong mình sẽ đặt tay lên. 1, hấp, 2. Mình sẽ lấy đà lên đây. 1, hấp, 2. Rồi, sau đó mình lặp lại. 3, 4, 5, 6. Rồi mọi người đặt tay lên như thế này, quay một vòng. Ok, lặp lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mình sẽ ngồi xuống từ. Đặt tay lên. Up, up, hạ. Ok. Rồi mình sẽ lặp lại một lần nữa nha. 2, đi. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Bum, 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 pa, pa. Up. Bùm bùm hấp, chùm chùm qua, ấp ấp lên, quay, dặn, xuống, bùm, đi, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bước bùm, nhún và ấp, và ấp, và
up bum bum, up bum up, chum chum up lên và tay kéo lại. Rồi sau đó đặt tay bum up, 1 2 3 4 5 6, xoay một vòng hạ xuống bum bum tắt bum bum qua. Ok. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm thử nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Pin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.